Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với chương trình Hội nhập Kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý khán giả, năm 2021, Đồng Nai dự tính sẽ đưa ra đấu giá khoảng 22 khu đất ở các huyện, thành phố và dự kiến sẽ thu về khoảng 2.342 tỷ đồng. Các khu đất đưa ra đấu giá đã quy hoạch chi tiết để xây dựng khu dân cư, thương mại, giáo dục. Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp trên lĩnh vực bất động sản, thì đất đai của Đồng Nai sẽ còn tiếp tục tăng giá cao hơn so với nhiều khu vực khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt tới đây, nhiều dự án giao thông quan trọng sẽ được khởi công xây dựng. Do vậy, quá trình đấu giá được kỳ vọng có thể tăng thu ngân sách gấp 1,5 đến 2 lần so với dự kiến, tùy theo diện tích, khu vực, quy hoạch của thửa đất. Hiện lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ngành phối hợp với các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh ra lại quy hoạch các khu đất tạo vốn để có sự điều chỉnh phù hợp, để khi đưa ra đấu giá sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư, tăng thu ngân sách và góp phần phát triển kinh tế cho địa phương. Để phục vụ cho việc khởi công các dự án trọng điểm trên địa bàn, hiện nay thành phố Biên Hòa đang tăng tốc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư cho người dân vùng dự án. Theo kế hoạch, trong năm nay, có 3 dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa sẽ được khởi công xây dựng, gồm đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, gồm cầu Thống Nhất và đường kết nối hai đầu cầu, đường ven sông Cái, đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản và xây dựng đường, con ven, bờ kè ven sông Đồng Nai, từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu. Để thực hiện kế hoạch này, thành phố Biên Hòa hiện đang đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, đặc biệt là đối với 4 khu tái định cư được Ủy ban dân tỉnh yêu cầu khởi công vào cuối năm ngoái vừa qua. Được biết, thành phố Biên Hòa hiện có 8 khu tái định cư sẽ được xây dựng để bố trí tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi khi thực hiện các dự án trọng điểm. Tập đoàn Novaland vừa chính thức khai trương biệt thự mẫu đô thị đảo Phượng Hoàng thuộc dự án Aqua City, Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Được thiết kế theo phong cách hiện đại, mạnh mẽ, phóng khoáng và sang trọng, khu đô thị đảo Phượng Hoàng ưu tiên sử dụng yếu tố ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan xung quanh với thiết kế các mảng kính rộng. Mọi yếu tố từ ánh sáng mặt trời tới màu sắc giao thoa giữa chất liệu gỗ, đá, kim loại được tổng hòa để tạo ra những trải nghiệm về một không gian đáng sống. Ngoài ra, diện tích sử dụng của biệt thự cũng được tối ưu hóa và hài hòa với thiên nhiên, đa dạng các tiện ích đáp ứng nhu cầu sống như nghỉ dưỡng cho cả gia đình như có hồ bơi riêng hay phòng tập gym trong nhà. Aqua City là một trong những dự án hiếm hoi có quy mô lên đến 1.000 ha tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là khu đô thị được quy hoạch theo mô hình sinh thái thông minh, tôn tạo môi trường tự nhiên sẵn có, với thiết kế cảnh quan và tiện ích tốt cho sức khỏe của người dân. Thưa quý vị, Đài Loan là một trong hai quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư lớn nhất tại Đồng Nai với hơn 5,8 tỷ đô la Mỹ và có hiệp hội thương mại đại diện cho hơn 300 doanh nghiệp, hội viên. Từ đầu năm đến nay, do tình hình dịch bệnh, các hoạt động của nhiều doanh nghiệp Đài Loan cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do có chiến lược kinh doanh bền vững nên các doanh nghiệp Đài Loan đã vượt qua khó khăn, phát triển ổn định. Theo Hiệp hội Thương mại Đài Loan, trong hơn 400 dự án đầu tư tại Đồng Nai, có trên 90% doanh nghiệp Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu và có sự tăng trưởng bền vững. Mặc dù năm vừa qua dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp, nhưng đến năm nay, hầu hết các doanh nghiệp đã ổn định và hứa hẹn nhiều gam màu sáng do đã có đơn hàng đến hết quý 2 năm nay. Chúng tôi sang Việt Nam đã đầu tư ở Đồng Nai lâu rồi và hoạt động ổn định. Hiện nay chúng tôi cùng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhưng với sự quyết liệt phòng chống và kiểm soát tốt dịch bệnh của chính phủ Việt Nam, tôi yên tâm và sẽ nỗ lực hơn nữa để hoạt động công ty không bị gián đoạn sản xuất. Hiện chúng tôi cũng có nhiều đơn hàng hơn so với năm trước và dự kiến công ty sẽ lấy lại phong độ sớm trong quý 2 năm nay. Chúng tôi đã chủ động lập kế hoạch sản xuất và có giải pháp kiếm đơn hàng, cố gắng làm sao duy trì sự ổn định giờ giấc làm việc cho người lao động. Thực ra trên thị trường cũng có nhiều vấn đề về đơn hàng giảm, nhưng cố gắng duy trì thì sẽ đảm bảo được cuộc sống của người lao động và chúng tôi tin chúng tôi sẽ làm được. Từ những năm 1994-1995, các doanh nghiệp Đài Loan đã bắt đầu đến Đồng Nai để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
Sau vài năm, đa số các doanh nghiệp Đài Loan tiên phong đầu tư vào Đồng Nai đều thành công và đã thu hút doanh nghiệp khác đến tỉnh đặt nhà xưởng để sản xuất xuất khẩu và tiêu thụ ở thị trường nội địa. Hiện nay, các nước trên thế giới luôn có nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó chính phủ Việt Nam đang cố gắng khắc phục hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi khó khăn về các thủ tục thuế, hải quan, hai luật đầu tư. Do đó, thủ tục hành chính ngày càng được cải thiện, không rườm rà, mất thời gian nhiều như trước. Với sự đồng hành hỗ trợ này, chúng tôi tin rằng tình hình sẽ tốt hơn, doanh nghiệp yên tâm hoạt động hơn. Trong tình hình dịch bệnh, chúng tôi tin chính phủ Việt Nam sẽ luôn có quyết sách đúng đắn kịp thời và tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải. Theo đánh giá, thời gian tới, khi dịch bệnh COVID-19 lắng xuống, giao thương giữa các quốc gia và lãnh thổ sẽ thông thoáng hơn. Đồng Nai tiếp tục là nơi được nhiều doanh nghiệp FDI lựa chọn di dời nhà xưởng sản xuất, đơn hàng đến. Trong đó, các doanh nghiệp Đài Loan đang chuẩn bị đầu tư vào Đồng Nai sẽ có rất nhiều lợi thế để phát triển. Luôn xem Đồng Nai là nơi đất lành chim đậu, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để gắn kết các doanh nghiệp Đài Loan với chính quyền Đồng Nai. Hiệp hội sẽ luôn hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt thông tin, các chính sách mới và đầu tư hiệu quả, đúng pháp luật Việt Nam để góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ những năm trước, Đài Loan đã có chính sách hướng Nam khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài. Qua tìm hiểu, các doanh nghiệp Đài Loan đã chọn đầu tư vào Đồng Nai vì có nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông đang được xây dựng, sẽ kết nối vùng, khu vực Tây Nguyên và miền Tây. Doanh nghiệp đầu tư vào vận chuyển hàng hóa nhanh, giảm được nhiều chi phí, nên trong thời gian tới tiếp tục có nhiều doanh nghiệp Đài Loan đến Đồng Nai đầu tư trên các lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, v.v. Với vai trò cả hiệp hội, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi nhiều nhà đầu tư đến Đồng Nai và xem đây là quê hương thứ hai của chúng tôi. Thực tế, quá trình làm hồ sơ thủ tục đầu tư vào tỉnh khá thuận lợi, nên hàng năm, số doanh nghiệp Đài Loan đầu tư mới và mở rộng sản xuất ở Đồng Nai liên tục tăng lên. Minh chứng cho điều này là con số 400 dự án của Đài Loan đầu tư tại Đồng Nai, và Đài Loan cũng xếp thứ hai trong các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh. Hy vọng với sự an tâm, tin tưởng và quyết tâm, trong thời gian tới, các doanh nghiệp FDI, trong đó các doanh nghiệp Đài Loan, sẽ có nhiều cơ hội và điều kiện để mở rộng đầu tư và thành công hơn nữa ở Đồng Nai. Vâng, hiện trên địa bàn đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông như cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, cao tốc Bến Lức Long Thành, dự án cảng Phước An Nhân Trạch. Trong thời gian tới sẽ giải quyết được bài toán về ùn tắc giao thông và giúp các doanh nghiệp FDI, trong đó có Đài Loan, sẽ ngày càng phát triển kinh doanh hiệu quả. Và đến đây thì chương trình Hội nhập Kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.